Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dự Khảo Nam ơi. Lần này thì hôm trước ban mình có đánh ra một cái rương nào và bán 5 kim thì không ai mua. Thôi anh em, những anh em có đánh hôm đó thì bảo thôi chức quỹ ban là mở rương rồi, được gì thì bán ra rồi phát cho anh em hôm đó, còn không được gì thì coi như đỡ lại cho xe ban mang. Đó, coi như ban bỏ 2 kim nha anh em. Rồi, anh chạy lên Hoa Sơn canh trước quỹ mở ông phát nè. 2 kim rồi cho anh em, chịu khó rồi. Đó. Rồi. Let's go baby. Cái gì mà mình có thể mua được á? Đã mở ra em sẽ biết nha. Tao cái bang bổng cái đắt. Đắt cái con tượng. Đúng rồi. Trên săn 30 con được cái gì đó. Rồi, mở. Một rương anh ạ. Rương đầu tiên thôi anh. Khui nha Nam. Khui. Đó, săn. Rồi. Chúng ta cùng bó nha anh em, chúng ta cùng bó luôn nha, cùng bó nha. Đi cót. Từ. Rồi, ok, không biết được gì nha anh em. Ôi. Đây này, thấy mấy ô đây. 1 2 4 ô này em ơi. Ôi, những cái nón rồi. Ôi, những cái nón em mi nha, nón em mi ngon nha. Nón em mi ngon nha. Anh lú ơi, nón vô ma rồi lú ơi. Đây, up lên cho coi thôi. 30 kim. Chiều có rồi, vô ma, có tiền. Thấy chưa lúa? Đó, quỹ ban có phát cho anh em ngay. Được chưa? Anh lúa chưa? Bây giờ là phải mát nữa mới có. Được chưa? À, giống luôn. Ví dụ như 15 kim tốt như thế nào? Cả giờ mát là hàng hạn, mát bán hơi bị đẹp luôn ấy. Đấu giá mù luôn. Đấu giá mù luôn này. Đấu giá mù luôn đúng không? Lúa, anh lúa, sao? Lúa chơi không? Hiện tại cái nón này á là nó đang trị giá là hơn 7 kim rồi. Giờ anh em muốn đấu giá mù hay là muốn em khui rồi mua lại? Đó, tùy anh em thôi. Tại vì mát thì bán theo hàng mát còn. Nhưng mà đường nào giá mù là bao nhiêu? Thì 7 kim trở lên. Thì coi như là bán bạc bạc mù nè, giá mù ừ. Anh lấy em 10 kim rồi sao? Rồi, anh em nào lên hơn không? Một giá duy nhất anh em nào hơn không? Có anh em nào hơn không? Rồi ok, chống anh lúa nha. Có tiền phát lương anh em nha. Ok. Rồi, trời ơi, đang băng cái nón vô ma ra luôn. Cho anh lúa này. Đẹp luôn. Trời ơi. Đẹp 30-39 đẹp nha. Má à, cái bình sắc hơi thấp rồi. Đồ, ngon. Được. 3944 à? Đúng rồi, 3944 anh. 3944. Được rồi, nó còn thủ 30 mà. Đúng là tầm này là ngon rồi. Không được móc gì? À, cái chúng độc à? Nếu mà đỡ solo thì nó không được móc thì ba máy thôi. Rồi ok gì bây giờ? À, cái này mà 447 là đẹp à? 47 đặt móc à? Đó. À, cái nón 30-44 nói chung là được phần thủ làm chậm. Đó. Rồi gì bây giờ? Đó, dạ thôi. Ủa, là cái nón đang. Bữa giờ xanh lùng cái nón này mất mấy ngày nữa nè. Xem vào ban mình anh lúa mở vừa biết nhau rương rồi, chưa ra. Chưa ra. Đúng rồi, không ai nói gì khui thôi. Đúng rồi, bó vừa đúng á. Có clip làm hay đấy. Dạ. Cũng có hàng bán nón vô ma 10 kim. Nón vỏ bằng nón này nè em ơi, phòng thủ có 26. Nó vô nón này. Bên sắt 81 em ơi, sắt 81. Đó, bói mù vậy thôi, hên xui mà. Đây tôi Dương Nam, để tới em làm lương phát lương em tụi này luôn. Đấy nha, có lương liền chứ đâu, bói mù mà hên xui biết đâu được. Còn em nào đấu hơn thì em lấy, tại vì đấu mù mà. Đâu, tính ra phòng thủ 30 mình nhìn thấy đẹp rồi em ơi, nhìn lại thời gian đọc 39 má cái này 40 cũng đẹp nha. 39 nó đẹp. Làm lại anh lúa có con gương nữa, đang hên anh lúa. Ừ, đang hên đó. Không. Đẹp ấy. Ồ. Ok anh em ơi, cái nón này sẽ có người mua sẽ phát lương anh em nha nè. Đó, trời ơi. Rồi, như là bánh sắt 120 là mát đúng không ta? Đúng không em? 20 cái nó lực tay thôi. À, cái này lực tay đúng không? Chủ yếu cái móc nó trúng độc đúng không? Móc trúng độc mấy cả 500. 500 đúng không? Nón này chỉ móc trúng độc là 500. Đấy. Đây này. Có cái nón lên đây lên giờ. Đây này. 45 ở đâu? Đây. 30-39-44 30. Tìm bữa giờ anh Hùng đang cần một cái á. Nếu anh không xài anh Hùng anh dứt luôn á. Okay. Ừ cái, anh Hùng dứt luôn á.
Đây, cái này có cái này băng sắt 92 này luôn này. Đó, không cần băng sắt nào. Cái băng sắt nó không có nhiều hết luôn. Không nhiều đó, không cần. Đó, phần phía trong là 39, 46. Cái của mình cũng trúng độc 39. Đúng rồi, bây giờ anh có băng sắt 120 anh lên có 40 được tay rồi nè. Đúng rồi. Chẳng phải nó bằng sắt. Mời kia mày à, kia đưa anh lúa. Ok. Anh lúa ơi, bán em cuốn xương tinh công luôn. Hả? Anh giao dịch. Cái giao dịch đây anh. Ok. Bán em mấy cái. Ba kim, lấy em luôn đi. Em đi lên. Anh đưa em 7 kim nha. Ok. Đem đâu đâu đúng rồi, đưa này. Em lấy cuốn sân hà em lên đảo luôn. Hôm trước mới đổi thiếu lâm mất 3 kim, giờ là đổi công luôn mất 3 kim. Này anh. Được rồi, đang tìm bữa giờ anh mở biết nhiêu rương không ra mà. Biết bao nhiêu rương. Đây mai trả trăm vòng luôn, đang mượn cái quân phòng. Đúng rồi, anh đang mượn cái quân phòng. Còn anh mà không xài cái nón đó, anh hú anh hùng ngay mới kiếm, anh lụm ngay. Anh đặt hàng em bữa giờ cái nón đó, mà em thôi, anh có anh mua cái gì sao. Anh cho ngon. Hãy lấy con cúng sơn hào rồi nè. Ba kim. Nành, rồi. Nành là nãy giờ săn boss được bao nhiêu viên thủy tinh? 2, 4, 6, 7, ok. Anh em nào đánh boss cái tuần Trương Tâm Phong, đợi tới nhận lương nha. Ok, xong. Đợi tới, hãy lên đảo quá. Anh gấp cái bò tay. Đây em cuốn, 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 công tử nè. Hãy lên đảo là cùng luôn cái nào. Anh Lúa ơi, giao dịch của em 22 cái phổ sáng trước sao anh ơi? Cái nón bán bao tiền đấy? Bán 10 kim cho anh Lúa anh ơi. 10 kim Lúa anh đặt hàng này. Lấy rồi. Lúa lấy hàng này. Bây giờ đến em mở cái rương này nè anh Cường. Ừ. Đâu, mong cái nón vô mặt là luôn rồi nè. Là đi cốt lên Lúa rồi, là đi cốt lên xem chưa nè. Rồi, tăng điểm đó. Tình dạng này là anh ơi. Dạ, xin em giảm bữa nãy kết shop hay của mình vậy. Ê, ép sức mà, ép đàm á. Kết shop vậy? Ai kết nào nguyện mình bệnh hết mình vậy. Em cũng kích hết 600 vạn. Thằng trong phái này. Có còn đương à đương đương. Anh nào lành đó. Đây dây con mình tự. Sao anh cuốn rồi, sao anh cuốn rồi. Bọn nay mở đương lên đây xem. Quên để phải nay chưa kịp xem. À nãy giờ em like Discord á. Dạ. Đang trên nít nè. Tao sao biết chứ. Cái nay mà anh chưa kịp xem đang cái đồ con thương đâm. Em lại lên nè. Đào đừng đào nè. Sẵn dịp mua cuốn sân hàng quốc luôn. Quốc sân hàng trước chứ quên. Em đi đổi kịp. Trời ơi, sân hàng vô hơi bị trâu luôn. Cái gì em trên phái nhé. 11. Em biết rồi, em có dư này nè. Để hồi mai em mở tiếp em đổi ra là em đưa cho anh mắt luôn. Ừ. Rồi, 11, 34 mất. À, tầm này dư điểm là chắc chắn sẽ có điểm đỡ bơ ca nè, đỡ solo luôn á. Ừ, mát hết bộ luôn nè, tầm này mát hết nè, kiếm được nhiều. Khứ tâm phù là mơ tung ảnh nè. Rồi bóp bù âm phần đam nữa, giấc hả. Khi nào gặp nghe mây thì quăng cho nó bù âm nội công tầm mười mấy tóc là nó mất. Mất cái mắt tóc là nó banh đi nè. Phản đồ đa 3x. Đa 3x. Rồi, mắt đam. Rồi. Còn ít điểm, thứ 1 điểm lấy điểm thôi. 1 2 9 13. Tóc chạy kháng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2. Phòng thủ đó nữa. Phòng thủ 30 không bằng 31. Ủa, phòng thủ 26 rồi. Lên một móc phòng thủ 75 cộng 3 là được. Lên không? Lên không? Ok. Ngừng tại 75 cộng 3 như nè. Rồi, lên móc ngừng rồi. Chạy. 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 Rồi. Này tay người vui, mắt này khi nào cần bùng cái thì vui. Rồi, mớ bộ. Chạy nè. Cuốn thấy tiền cuốn. Cuốn nè. Cái bàn tay đẹp hết nhờ. Bàn tay đẹp mà này, bàn tay ngon. Đủ sai. Nói chung là không có số 1 là nhìn thích mắt. Đúng rồi, thích mắt rồi, đỡ rồi. Hôm nay là hết nhỏ rồi đúng không? Hết nhỏ. Được cái nó đẹp. Mày vui rồi. Sao mình không phù đi được,
cứ đi tìm tìm đi tìm lại thôi. Nói thật là cái khả nhỏ bước ra đây đúng không? Ừ. Cái khả nhỏ bước ra đây. Gì vậy? S8 gì? Nó bữa bảo gì? Ai, đang được tiền đấy. Tiền 8 con đấy. À, mang nói này, quên, chưa kịp. Đây. 1000 lần tay tăng sức mạnh 1000 luôn nha Nam, đậu khô máu luôn. Rồi thế con. Mở đi. Nào mới vô 11k rồi. 11k. 50. Dễ lắm, giờ nó cho ra lại nó thì cần 48 lên. 11k. 11k thì máu thấp quá, còn 9k như cũ mà bay ra nè. Máu này 3k8 khó mà vào trên 4k. Hay dài được ta. Ok, cái tanh mát này không ổn. Tại vì tanh tinh hồng là một con tinh hồng. Lô mở chưa? Tôi sao tắt rồi. Đóng tay chim rồi. Về rồi đấy. Tiếp luôn rồi. Lô này gì? Trời ơi, chém sướng gờ luôn. 11k lực tay. Ủa sao tóc em có 122 ta? Ủa nhớ nãy 100... Nãy 130 mấy mà ta? Đây đây em chơi lại nè. Ok, thấy anh, thấy chưa? Nhầm không ta? Rồi. Thấy chưa? Chân đến đâu? Rồi. Em cui nha. Cui đi, mở đi. Ủa nhớ nãy 100... đạt 126 mà ta? Sao giờ còn có 120 trời? Lắc như nó bị lắc, thả vô lại. À, áo váy. Nhớ là 130 mấy mà. Nó ngầm mày nữa đi Rồi, thấy cọc dây chuyền rồi. Rồi, cắt liền nè. 130 mấy chứ, đây xong. Nghe anh ơi. Đúng, thấy không? Băng hàng rồi, thấy cái gì băng hàng rồi. Có thả tiêu không đi ngủ lưng băng. Có thả tiêu chứ. Đại lực này. Băng hàng, em thấy băng hàng rồi. Rồi, ok. 47, 48, uy ngon. Hai cái đủ mốt cả. Kỹ năng 1. 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 Ok. Năng 1. Kỹ năng 1. Kỹ năng 1. Kỹ năng 1. Kỹ năng cái băng hàng này chủ yếu mặc để lấy ứng cho 10k đi nhà đó luôn à nhà bé 47 48 đẹp 50 nhưng mà dưới không đủ cho 10k đưa hai cái đều đủ mất hết hai cái rồi. Là đủ không hai cái ở mặc ò đâu để xem lại cái cũ nó rồi thiếu mất 7 điểm rồi 11k này quánh lên 11k cái đao này đi cái cũ 50 46 không đủ mốc 95 cái này mới là đủ mốc này. Cũng là cũng năm. Cái cũ của em là 50 46. Còn cái mới này là 47 48 hai mốc đều đủ thôi. Thì vừa đâu 11 đâu em cái đà đến luôn. Rồi 11. Cái đao thì cứ hoang đao. Cái gì? Đao gì đây? Đao năm đọc. Rồi ok vậy. Đao chỉ có đao năm đọc thôi, đao gì giờ? Nó hỏa. Rồi ok. Đi hỏa luôn. Chúng anh em. 73, thằng 73. Hai tiếng không anh Gút? Anh Gút ơi. Có. Rồi, ok. Anh Thu nghe em Thu. Có. Đưa anh Thu nha. Đây để em mở bách bao rương ra được gì nè. Ký tâm nè. 10 phút đưa Đinh Hải, đang đi thuyền rồi. Ok. Đi gì cha. Cái ông này nữa. Cái coi tôi cũng không để cho anh. Sơn dạ hả? Dạ để em coi em biết anh Phong anh kêu có đưa ảnh để em đi chạm thử chứ anh. Một lời đã ui hai cái ôi thiếu điểm này ta cho tăng lộn rồi ba cái thôi đi thiếu điểm rồi dính gì để anh nó bán thiếu điểm rồi thiếu điểm rồi đấy rồi một cái đây băng hàng luôn ngồi đây được cùng Kim ấy. Chống thù mình ăn chưa ta? Anh ơi. Nghe anh. Ngựa nè, em đang một dung nè. Thiếu một điểm. Con ngựa lại một kim. Bán chống thù là tăng tiềm năng hay kỹ năng bán này? Uống. Cơ cái bánh nè. Cái bánh nè. Bánh này là...
tăng tiềm năng. Mỗi người ăn được 3 cái, thử em coi thử em ăn được gì ta. Ăn thì đấy. Ăn đi. Ăn đi anh, ăn luôn. Nhấp đi ăn cũng được à. Ăn nước luôn anh. 35 bắt nhiều 42 hay chà hay nhờ. Hôm nay tăng máu đi anh, máu anh vậy được rồi, đi kẻ gà mì. Trời ơi, anh Nhật trời 50% tăng bắt nhiều 60% đúng rồi nhờ phim phụ 35 cái. Cái kiếm học bọn ba. À quân hay à, cho em 3 cái nè. Mình phải đem còn 3 rồi nhiều vậy. Nói còn thủy tinh không? Em khác viên đó. Ok, có anh, có anh, đây anh. Con phủ. Anh. Đây, 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 đây. 3 điểm. Anh cũng có mở tay phí nữa không? Em đưa anh mở luôn nè. Có, có. Lại làm thêm một tội ác nữa rồi. Chết em. Được 4 nè. Nhưng mà anh cũng chỉ thử một phát thôi, một phát không được thì để mai đặt. 16, 10 bất cứ thêm phù à. Mỗi ngày anh làm một nhấp, một cái niềm vui thôi. Được thì ngay không được thôi. Không cần nói đâu. Người mới gặp mình từng bằng. Cái này làm mở cái hộp này nó phải ra đá một cái. À thật là giờ đang lần nữa nè em ơi. 16, 10 quỷ đá 4. Quỷ đá 4 ngon đấy. Mình cần... Tao có cả đá 5 luôn. Đá 3 cái đấy là... Không đá, quỷ đá 5 đá. Không ra được viên 1 nào, 2 viên 4 luôn. 3 viên 4. À đây rồi, được rồi, cấp 1. 3 thì điểm một viên đập một phát lấy sát đặt tiếp được đúng một viên, được đúng một viên cấp 1 luôn rồi. Khả tính năng lượng khác nữa, điểm kinh nghiệm là bao tiền đấy. 3, 3, 3, 1, 2 viên rồi, 3, 2, 9 viên 3, 3, 1, 2 4, 3 lúa bán 3 tỷ điểm kinh nghiệm bao tiền? À, bao nhiêu em cãi bao tỷ là bao nhiêu kim mấy hả? Một kim rưỡi anh ơi. Một kim rưỡi anh. Ờ, bán rồi anh ơi. Đi đập đi nhau qua tuyên Việt Nam em đưa luôn nè. Rồi, 3 điểm một rồi. Đang đã. À, thế nào anh mua 2 2 tỷ 6 à? 2 tỷ 6 là bao tiền nhỉ? 13 cục, 2 tỷ 6 chứ 3, cứ chưa đôi ra. Chữ 3, chưa đôi ra. Kim 3 đâu 3x nè. 2 tỷ 6 đúng không anh? Rồi, vô bùa. Mắt bùa đắm nhận xương. Quân băng thiểu lâm nhận xương. Bùa chủ. Anh luôn, anh luôn, đậu em cái đài bàn hàng rồi anh luôn. Chà anh chốc. Rồi, bây khí thêm phù nữa, xong. Trong phần đây. Dạ. Chờ em chút anh. Tại vì em lấy cái nào mà hạng nó cần cần anh 9. Lấy cái liền đúng không? Người cần. Anh nhảy liền đúng không? 32. 6 cục này là tỷ 2. Tỷ 2 thêm một. Nó là 10 mấy đấy. Dạ. Nó là 10 mấy đấy. 10 mấy là sao anh? 16 14 với lại 15 16 anh. Ờ, rồi ok. Anh có ăn được không ấy thầy? 11 7. Nói anh ăn gần để gần nhất cái hạn để anh ăn thử. Rồi xong. Sau khi trải nghiệm bây giờ cách tốt nhất là ok rồi anh em ơi. Tại vì mình phải tính cho nó hợp lý nè. Rồi, lần này lần cuối cùng. Đây nhìn ơi lộn qua một điểm rồi cho nó hợp lấy cái điểm vừa rồi mình tải Sơn Hà vào nè. Rồi được gài xe người lên được kháng hỏi 15-2 không tết một phát lên được 15-2 bao nhiêu điểm 15 điểm 15-2
Ok, quán đưa khăn hoa lên 15-2 luôn. Phòng thủ 75-3, khăn hoa 15-2. Đó, đưa 75-2 nè, thêm 2 điểm nữa, thêm 15-2 của họ. 1, 2, 3, ok, chuẩn chưa? Không ai gắng họ. Đây nè. Đúng rồi, hết vào đam rồi nè, khả năng hết vào đam rồi. Khả năng tính cho nó hợp lý. 10 cái này thiếu, nếu mắc phi phong thì phải tăng vào đây 21 điểm. Chúng không sao. Chúng là full down là đầu tiên rồi đâu. Full down như này khả tính là 10 ban đầu xanh thì 10k 100. Dồn lại thêm ít máu. 1k 2. Tóc chày đẩy 10 nè. Âm này là 1, 2, 3, 32. Mơ thông ảnh mắt. Đúng rồi, tên mắt hướng nhầm đam. Mơ tung bách khí tâm phù. Khí tâm phù điểm này 1 điểm rồi. Nếu mà mất phi phong, nếu mất phi phong thì là đánh được. Rồi mát nè, 40 chạy nè. Nàng vẫn ở nơi hẹn thề cùng nguyên lão vẫn nguyện cầu cầu cho đấng quyền ơn tìm thấy. Đầu tiên là có cái bùa chín ít nữa ngon dữ ta này anh em. Bùa chín ít, bùa chín ít ở đâu ra mà có hay vậy? Khả năng có bùa chín ít đâu ta? Như này một cái skin bùa đó là tí tiền ra cốt 3 cấp nữa nè. Có skin chín ít 3 cấp nữa nè. Cái tiền ra cốt 3 cấp. Cái lâm phụ nội đi chuyển. Hai. Năm. Âm vận đam nè. Chín nít nè. Mơ tung ảnh đâu? Mơ tung ảnh đâu? Mơ tung ảnh đây. Tông đâm, tông đâm, bước tung ảnh đây. Tốc độ di chuyển rồi, ok. Trời, tấm này bùa quá trời luôn nè. Má, muốn phun cái bùa rồi. Phun bùa rồi. Rồi, ok, lát đa bằng sắc cho 10k này mày. Giảm bớt lại lực tên á. Máu cơ 4k2. Đa bằng sắc nè. Tròn 10k nè. Sau vài lần nghiên cứu thì mình phải có cái cách tăng điểm theo mình nè. Mình vừa đánh tống kim vừa solo được luôn em. Chắc khoảng tầm 908 907 rồi đó. Chín sống. Ok. Bù đạn tí máu rồi nè. Ok chưa? Đó, ok man. Này cầm đao băng sát nha em. Cầm đao băng sát thì lực tay 8k5 và 10k. Đó. Đang bị lách tóc, đang quen á. Đang bị lách tóc. Đang bị lách tóc là có 120 mấy thôi. Ok anh em ơi. Đó, 135. Rồi, mang đầu này. Mang đầu này vào thì lực tay chắc khoảng 11k. Ôi, thiếu vài điểm nữa 11k anh em. Có thể nó dồn vài điểm lên 11k không ta? 4k 4 4k 5. Có thể dồn vài điểm lên đúng 11k cho nó đẹp nè. Nè,
xem lại không? Có 11k nhá đẹp lắm. Cái đao này thì 11k nhá đẹp. Hai đao mà. Đó, ok. Thêm 10 điểm sức mạnh nữa. Rồi. Rồi, ok vậy. Rồi, đẹp nhá nè. Nếu mà thêm 5 điểm nữa, 5 điểm nữa cho nó đạt 101. 101. Áo luôn, mấy cái này tìm điểm áo luôn nè. 5 điểm là 101. Cho là 101 luôn. Rồi, 908. 980. 980. Rồi. 101 rồi xong. Đó, ok. Xe đi theo xe nghe 10 nó hợp lý nè. Ok chưa? 11k, 9.500 và 11k và 8.600 và 1.1. Ok, xuống đảo. Quá đẹp luôn. Đó, không gì để chỉnh sửa nữa nha anh em. Đó, sau một hồi tham khảo thì nó quá chuẩn rồi. Lên điểm thì lên cấp thì có thể tăng thêm bùa âm này. Âm tốc độ di chuyển nữa, chém hơi bị phê luôn nè. Chém hơi phê luôn nè. Ủa sao kiên tiết thì sao kiên chính tiết nó không cho mình bóp ra, là phải ra bóp nó cho bóp ra. Cho bóp nè. Cho bóp mà trong ô tô không có ảo vải. Trong ô tô do chưa tăng điểm nè, chưa tăng điểm nên không có. Ô tô nó không hiện, chỉ cái đó là chỉ bóp tay thôi, ảo vải nó. Chỉ bóp tay thôi. Rồi, ok. Rồi, ok anh em ơi. Xuống đảo anh em. Nếu mà không ổn thì có thể tăng thêm sức mạnh hoặc là giảm sức mạnh. Rồi, anh em xem video đừng quên cho Khảo một đăng ký kênh ủng hộ nha anh em ơi. Sau một hồi nghiên cứu thì tầm này lực tay như thế này thì quá đẹp rồi nè. Đó, nếu mà mang theo cái mặt nạ nó là ok. Mang theo mặt nạ nó ok. Lô, anh em lên vòng tiêu anh em ơi.